Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 8 tháng 6 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hôm qua, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau cùng các sở ngành có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển về tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đoàn đã đi khảo sát một số ấp về nhà ở, dân cư, thu nhập, môi trường, giao thông nông thôn. Đây là những tiêu chí mà xã cho rằng hiện đang gặp khó, cần sự hỗ trợ. Về môi trường, qua kiểm tra, đoàn cơ bản đánh giá đạt, nhưng xã cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để bà con bảo vệ môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, xử lý đúng quy định. Tiếp tục vận động bà con phát quang vệ sinh môi trường, trồng qua đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp. Về tiêu chí nhà ở, dân cư, giao thông cơ bản đảm bảo theo yêu cầu. Đến nay, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển đã thực hiện đạt 17 trên 19 tiêu chí. Qua buổi làm việc, xã Tam Giang Tây tiếp tục hoàn thiện báo cáo, hồ sơ để huyện Ngọc Hiển xác nhận hai tiêu chí còn lại để trình cấp tỉnh kiểm tra, thẩm định và tiến đến công nhận xã Tam Giang Tây đạt chuẩn xã nông thôn mới theo quy định. Sáng nay, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại phía Nam có buổi trao đổi với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hiển để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trên địa bàn huyện. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Ngọc Hiển có 29 hợp tác xã với 628 thành viên. Các hợp tác xã hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp. Trên địa bàn huyện hiện có 21 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao, 1 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao. Một số hợp tác xã hoạt động hiệu quả, điển hình như hợp tác xã Tân Phát Lợi mỗi năm thu nhập hơn 10 tỷ đồng, hợp tác xã nuôi nghêu thương phẩm lợi nhuận mỗi năm hơn 3 tỷ đồng, hợp tác xã nuôi trồng hương, hợp tác xã nuôi tôm sử dụng chế phẩm sinh học ấp Đường Đào, xã Tam Giang Tây mang lại thu nhập khá cho các thành viên. Tại buổi làm việc, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tại phía Nam chia sẻ những kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, hỗ trợ cho huyện Ngọc Hiển về nâng cao hiệu quả quản trị hợp tác xã và xây dựng hai mô hình kinh tế tập thể, trong đó ưu tiên một mô hình phát triển du lịch ở đất mũi. Sáng nay, Tập đoàn Caril và tổ chức ACID công bố hợp tác và phát động dự án Aqua Xanh với mục đích góp phần giảm ô nhiễm nguồn nước thông qua việc quảng bá, thúc đẩy thực hiện các quy trình thực hành nuôi trồng thủy sản bền vững ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Cà Mau nói riêng. Dự án Aqua Xanh sẽ được thí điểm tại huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau trước khi có thể mở rộng ra các khu vực khác. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 5 năm 2024 đến tháng 7 năm 2026. Dự án đặt mục tiêu đào tạo hơn 300 người nuôi tôm theo các tiêu chuẩn và yêu cầu của ASC về quản lý nguồn thức ăn, quản lý rác thải và thực hành đa dạng sinh học. Một trong những mục tiêu về phát triển bền vững của Cargill trên toàn cầu là tổ chức huấn luyện cho 10 triệu nông dân cho đến năm 2030, đồng thời hỗ trợ họ trong việc tiếp cận các thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm họ sản xuất ra. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đặt mục tiêu góp phần khôi phục 600 tỷ lít nước và giảm 5.000 tấn các chất gây ô nhiễm nguồn nước vào năm 2030. Và việc triển khai dự án Aqua Xanh này rất là phù hợp và đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện những mục tiêu đó. Qua dự án, 10 người nuôi tôm xuất sắc sẽ được tiếp tục đào tạo để hỗ trợ kỹ thuật cho các nông dân khác trong giai đoạn sau. Ngoài ra, một hợp tác xã nuôi tôm cũng có cơ hội đạt được chứng nhận ASC và 3 trang trại thí điểm đạt mục tiêu giảm 30% lượng nước thải và giảm 20% phát thải khí nitơ và phốt pho vào năm 2025. Thêm vào đó, dự án cũng sẽ tiếp cận hơn 1.000 thành viên cộng đồng để nâng cao nhận thức về môi trường, góp phần đạt được mục tiêu tạo dựng ngành thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu thủy sản có tín hiệu phục hồi trong những tháng đầu năm là do nhu cầu của các thị trường trên thế giới tăng trở lại, kéo theo các đơn hàng xuất khẩu của Việt Nam bắt đầu gia tăng. Điều này đã và đang giúp cho các nhà sản xuất trong nước an tâm hơn, duy trì tốc độ phát triển. Tuy nhiên, để đạt kim ngạch xuất khẩu đạt 9,5 đến 10 tỷ đô la Mỹ của năm 2024, tức tăng 3 đến 5% so với năm ngoái, toàn ngành cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Thời gian qua, chính phủ và các địa phương đã tập trung cao cho hỗ trợ các ngành sản xuất và các hỗ trợ này đang phát huy tác dụng. Gói tín dụng cho hai ngành lâm thủy sản từ 15.000 tỷ đồng tăng lên gấp đôi và nay đã giải ngân được 20.000 tỷ đồng. Đây sẽ là động lực lớn để ngành thủy sản phục hồi và bứt phá trong những tháng tiếp theo.
Giá gạo Bắc Thơm bán buôn trung bình đang tăng lần lượt 60% và 22,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường lúa gạo dự báo tiếp tục sôi động khi thế giới thiếu hụt 7 triệu tấn gạo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo thị trường gạo thế giới sẽ tiếp tục sôi động. Đó là bởi yếu tố thời tiết không thuận lợi, nguồn cung chưa dồi dào, trong khi nhiều nước có xu hướng gia tăng nhập khẩu để dự trữ. Bên cạnh đó, một số quốc gia tiếp tục chính sách cấm, hạn chế xuất khẩu, cùng với nhiều điểm nóng xung đột trên thế giới vẫn tiếp diễn. Đối với Việt Nam, dự kiến sản lượng lúa đạt 43 triệu tấn năm 2024, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu hơn 8 triệu tấn gạo. Nông dân thành phố Cà Mau đã bắt tay vào sản xuất vụ lúa hè thu. Theo ghi nhận, năm nay bà con xuống giống đúng lịch thời vụ, chuẩn bị một số nguồn giống chất lượng ở địa phương để canh tác. Tại xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, những ngày này, bà con đã đưa máy vào để cải tạo đất, chuẩn bị mùa vụ mới. Theo ghi nhận, không khí ngày mùa đang rộn rã ở những đồng đất nơi đây. Ủy ban nhân dân xã đã triển khai lịch thời vụ xuống giống cho bà con nông dân. Cơ cấu lúa giống chủ yếu là giống OM5451, OM18, Đài Thâm 8, Hương Trâu 6 và chia làm 3 đợt. Đợt thứ nhất là xạ khô, xạ rác, diệt lúa lẫn và xạ nước. Đến thời điểm này, nông dân đã xuống giống được hơn 20 hecta. Thì đến thời điểm này thì nói chung thì nó cũng chưa là muộn, cũng đúng thời tiết xạ. Thì cái như mình đây là cũng như là mới có đầu tháng 5. Thì như vậy thì đây tới cuối tháng 5 thì chắc xạ dứt điểm được nếu trường hợp mưa thuận. Nói chung thì bà con năm vụ rồi thì trúng mùa trúng giá được thì năm nay thì mình thấy cũng phấn khởi lắm. Vô vụ thì cũng hào hứng lắm. Theo bà con nông dân, thời tiết năm nay tương đối ổn định để bà con khởi động mùa vụ và xạ khô một cách thuận lợi. Bình quân một công đất xạ khô khoảng 12 kg lúa giống. Ngoài những giống lúa tiêu chuẩn thì giống lúa Hương Trâu 6 được nhiều bà con chọn xạ vụ đầu này vì đặc tính cứng cây, ít ngã đổ và sâu bệnh. Đề phòng thời tiết bất lợi thì giống lúa này vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Thì bây giờ thì trước hết là xạ khô là đúng thời điểm, còn như mưa chập chủng đi, nhằm người ta bừa bỏ đó, cho lúa lên người ta xả gác, còn nếu chập luôn là ta xả nước luôn đó. Năm nay nắng là nhiều là đất nó xốp đất lắm đó, còn vụ sâu bệnh thì mình không biết được, đất là năm nay tốt hơn mấy năm trước đó, cài giòn đầu đất cũng tốt chứ giờ lắm, chứ không phải là cài như mấy năm trước mà cục bành không có. Ngành chuyên môn khuyến cáo bà con những nơi nào thích hợp xạ khô thì thời điểm này rất thích hợp để xuống giống. Còn những nơi xả rác, xả nước thì khi mưa xuống có lượng nước trên ruộng thì tiến hành làm đất xuống giống. Đây, cái nhóm lúa thồm là ST24, ST25. Mà nhưng là đối với cái nhóm lúa thồm thì khuyến cáo bà con là xả gác hoặc xả nước để tránh lẫn, mất giá. Nói chung thì hiện tại bây giờ thì bà con là rất phấn khởi. Coi như là họp là tiến hành xuống giống là đồng loạt, nếu mà xạ khô thì bà con đa số là đang chuẩn bị làm đất tiến hành xuống giống. Theo Phòng Kinh tế thành phố Cà Mau, đến thời điểm này, nông dân đã xuống giống lúa hè thu được hơn 30 hecta, tập trung nhiều nhất ở xã An Xuyên. Ở các địa phương xã Tân Thành, xã Lý Giang Lâm cũng bắt đầu đưa các phương tiện cơ giới vào để cải tạo đất. Lịch thời vụ xuống giống sẽ chia làm 2 giai đoạn, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Giai đoạn 2 dứt điểm là từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 15 tháng 6 dương lịch. Để chủ động trong sản xuất, bà con cần tuân thủ đúng lịch thời vụ, theo dõi cập nhật tình hình thời tiết để có những phương án ứng phó kịp thời. Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ người dân ở địa bàn nông thôn gặp khó khăn trước tác động của hạn hán kéo dài. Hôm qua, câu lạc bộ doanh nghiệp Cà Mau đã đến trao hỗ trợ bồn nước cho người dân tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh. Chương trình đã trao 74 bồn nước có thể tích 300 lít cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, thiếu dụng cụ chứa nước sinh hoạt. Nhận thấy những khó khăn của người dân ở nhiều nơi trước tác động của hạn hán, đồng thời thể hiện tinh thần doanh nhân doanh nghiệp trong việc tham gia các hoạt động an sinh xã hội, câu lạc bộ doanh nghiệp Cà Mau kêu gọi các thành viên và các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, đóng góp kinh phí trong việc cấp nước uống, nước sinh hoạt cho bà con tại các địa phương. Bên cạnh hoạt động tại Khánh Thuận, huyện U Minh vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, câu lạc bộ cũng đã trao 400 bình nước uống và 400 phần quà cho bà con tại xã Khánh Bình, Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời. Tổng kinh phí các chương trình hơn 100 triệu đồng.
Hôm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời phối hợp với xã Phong Điền tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 căn nhà tình thương cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Các căn nhà được khởi công xây dựng cho hộ gia đình bà Trần Thị Hằng, bà Nguyễn Thị Hai cùng ngụ ấp Thị Kẹo và gia đình em Ngô Bích Trâm ở ấp Dàm Sáng. Mỗi căn nhà có diện tích 40m², kinh phí xây dựng 70 triệu đồng. Do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trần Văn Thời vận động nhóm thiện nguyện Minh Phước, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Các căn nhà sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giúp các gia đình ổn định nơi ở, an tâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đây là một trong những nội dung được triển khai tại hội nghị trực tiếp và trực tuyến triển khai văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 được Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh Cà Mau tổ chức vào sáng nay. Tại hội nghị, các báo cáo viên từ Công an tỉnh Cà Mau triển khai luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và luật căn cước được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 6. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được ban hành, tạo cơ sở pháp lý quan trọng có hiệu lực cao quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, từ việc kiện toàn thống nhất các lực lượng chức danh có tính chất tương đồng về chức năng nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này. Qua đó tăng cường hiệu quả trong việc bảo vệ an ninh và trật tự tại cơ sở, đồng thời tập trung nguồn lực và cơ sở vật chất, giảm bớt sự chồng chéo và mâu thuẫn trong nhiệm vụ giữa các lực lượng, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. So với luật căn cước công dân năm 2014, luật căn cước năm 2023 bổ sung các trường thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Riêng đối với thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 vẫn còn giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ. Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng. Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Thưa quý khán giả, thời gian gần đây tại địa bàn huyện Trần Văn Thời xuất hiện tình trạng một số đối tượng lợi dụng vào sự nhẹ dạ cả tin của những người già, người lớn tuổi đi trên đường một mình đã ra tay thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phản ánh của phóng viên Công an Cà Mau về hình thức lừa đảo trên để người dân nắm và phòng tránh. Theo trình báo của bà Lê Thị A, 73 tuổi, ngụ ấp Gạch Lùm A, xã Khánh Hưng, vào ngày 14 tháng 4, khi bà đang đứng chờ xe buýt, thì có một đối tượng chạy xe mô tô tiếp cận và đề nghị chở bà về nhà với giá rẻ. Trên đường đi lại có một đối tượng khác tiếp cận gợi ý bà A đổi tiền, đổi vàng thấp hơn thực tế để kiếm lời. Sau đó chiếm đoạt hai nhẫn vàng loại 18K và 24K mà bà đang đeo trên người. Ông kêu mình đếm tiền dùm, ông thì đếm tiền dùm, sao mà đổng đưa vàng, ông đổi kỳ vậy. Tính kêu ngồi xuống đếm tiền, thì ngồi xuống đây thì ông nói đâu chị lột vàng thôi, tôi coi lột vàng coi. Rồi cái tôi lột đưa hết trơn luôn. Nhận được tin báo, Công an huyện Trần Văn Thời đã xác minh rà soát, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ. Sau 2 ngày đã phát hiện đối tượng như bị hại trình báo, tiến hành mời làm việc. Đối tượng khai tên Đinh Văn Thanh, sinh năm 1958, tạm trú phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ và luôn quanh co chối tội. Nhưng trước những chứng cứ, y đã cúi đầu thừa nhận cùng Lâm Quốc Trung, sinh năm 1968, ngụ phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã thực hiện vụ lừa đảo trên. Công an huyện Trần Văn Thời nhanh chóng phối hợp cùng Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ Trung, đồng thời thu giữ một số tang vật có liên quan. Bọn chúng nhắm đến là những người phụ nữ lớn tuổi có đeo vàng trên mình. Sau đó chúng tiếp cận giả vờ để quan sát, xác định là vàng thật thì chúng tiến hành để tiếp cận và dẫn dụ người có tài sản để chiếm đoạt. Theo hồ sơ, Đinh Văn Thanh có 3 tiền án về tội lừa đảo và cướp tài sản. Lâm Quốc Trung có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Được biết, bằng thủ đoạn điều khiển xe mô tô chạy quanh các tuyến đường liên huyện thuộc các tỉnh miền Tây, cả hai đã tiếp cận những người lớn tuổi, người già đang đi một mình hay đứng đợi tại các trạm xe buýt, sau đó dùng vàng giả, tiền giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo thông tin ban đầu, đã phát hiện Thanh và Trung đang có liên quan đến các vụ việc tại một số tỉnh miền Tây. Dân lớn tuổi khi có đeo vàng trong người, đi ra những nơi công cộng, khi tiếp xúc với những người lạ mà kèm theo những đối tượng khác, có dẫn dắt mồi chài về việc đổi tiền, đổi vàng thì cần cảnh giác.
khi gặp trường hợp tương tự cần kịp thời nhanh chóng tìm cách báo cho cơ quan chức năng để ngăn chặn xử lý các đối tượng theo quy định. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời khuyến cáo những ai đã bị hai đối tượng trên lừa đảo, hãy đến trình báo công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn, hỗ trợ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau xin khép lại ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.